Kính thưa các sư, một vị sư nọ trong các video lên YouTube thay vì nói xin chào, ông ấy dùng từ tiếng Anh tương đương là từ hello. Ngoài ra ông ấy nói không nói đúng phát âm của từ hello mà nói thành hello. Để tăng thêm tính gần gũi, giải trí, hài hước của buổi nói chuyện, sư cho con hỏi cách thể hiện như vậy có sai với con đường chánh ngữ trong bát chánh đạo không? Con mong được nghe ý kiến của sư. Điều quan trọng mà quý vị không nói tới là vị ấy nói có đúng chánh pháp hay không, hay là quý vị không có khả năng phân biệt mà mình chỉ nắm cái hình tướng bề ngoài. Giống như bây giờ quý vị đi ra chợ muốn mua trái cây thì điều quan trọng là mình có biết nguồn gốc xuất xứ của cái trái đó hay không, mình có biết là trái cây đó nó có sạch hay là không. Mình không cần biết, mình không biết gì hết, mình hoàn toàn mình mù tịt mà mình chỉ tới mình ngó, ủa cái trái này nó có cái vân, nó cong cong, nó lạ lạ ha, ví dụ như cái gai đi, hoặc là cái lá này nó hơi vàng, giờ không biết cái trái này ăn được ta, thì hình như là câu hỏi hơi bị thiếu trí, hoặc là mình làm quen một người, mình muốn cưới một cô về làm vợ của mình mà mình không để ý tính tình của cổ, không để ý đức hạnh của cổ, không để ý con người của cổ, mà mình chỉ để ý ủa cái cô này cổ sơn móng tay màu đỏ gì, không biết cô này mình có nên lấy về không ta. Câu hỏi nó chất quớt gì biết không, hiểu không, hiểu các sư muốn nói không? Tức là cái thật sự quan trọng, cái thật sự cần thiết quý vị không để ý, thậm chí là không cần quan tâm tới, mà quý vị lại chú ý đến những tình tiết nhỏ nhặt. Ở đây là cái chuyện vị này nói không thèm nói xin chào mà nói hey hello. Đối với cá nhân sư đó là tình tiết nhỏ nhặt. Còn điều quan trọng là vị ấy có nói đúng chánh pháp hay không thì quý vị không nhắc. Thành ra sư xin dừng cái câu trả lời của sư tới đây. Phần còn lại tự quý vị phải biết suy nghĩ lấy. Chắc có lẽ qua câu hỏi khác, Đại Đức. Vâng. Dạ.